Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với D-Review và như tiêu đề của video ngày hôm nay thì mình muốn đề cập đến những vấn đề về thế hệ iPhone cũ đang dần bị lu mờ bởi sự đổ bộ hàng loạt của những siêu phẩm như là iPhone X, iPhone XR, X Max hay là XS Max. Vậy thì tại sao người dùng lại có sự thay đổi nhanh chóng sang thế hệ mới và dành một sự thờ ơ cho thế hệ cũ? Trong video này, mình sẽ đi phân tích về hai dòng máy điển hình cho hai thế hệ này, đó chính là iPhone 8 Plus và iPhone XR. Đầu tiên chúng ta sẽ khai thác về những điểm khác biệt và làm cho thế hệ iPhone mới, cụ thể là chiếc XR trở nên hấp dẫn người dùng hơn. Về hiệu năng thì XR sở hữu con chip mạnh mẽ nhất hiện nay, đó chính là Apple A12 Bionic. Về thiết kế thì cũng giống như những chiếc máy thế hệ mới, XR sở hữu màn hình tràn viền đi kèm phần tai thỏ được trang bị Face ID mở khóa bằng khuôn mặt cực nhanh. Tuy là không được đánh giá cao về phần thiết kế vì có phần viền hơi dày hơn so với các phiên bản iPhone X hay là XS, nhưng nhờ có mức giá rẻ hơn, màn hình lớn hơn nên XR vẫn trở thành chiếc máy được săn đón khá nhiều. Cùng với đó là viên pin dung lượng lên đến 2942 mAh, là một con số vô cùng ấn tượng chỉ sau chiếc iPhone XS Max. Và nếu như bạn có sở thích nghe nhạc bằng loa ngoài thì hệ thống loa được trang bị âm thanh nổi chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng khi xem phim hay là video mà không cần sử dụng tai nghe nữa. Vậy chiếc iPhone 8 Plus đại diện cho thế hệ iPhone cũ thì chúng ta sẽ có những gì? Về thiết kế thì chúng ta có tỷ lệ màn hình 16:9 cùng cạnh viền được thiết kế cân đối ở phần trên dưới, vẫn cho chúng ta khả năng cầm nắm cực tốt và cực kỳ cân đối. Một điểm mà ở thế hệ iPhone mới không có đó chính là nút home vật lý truyền thống có cảm biến vân tay đảm bảo các nhu cầu về bảo mật hay là đảm nhiệm nhiệm vụ thoát ứng dụng hay là đa nhiệm. Đây chính là điểm khác biệt cơ bản dẫn đến việc thiết kế bị thay đổi cũng như cách sử dụng iPhone từ đây cũng mà bị thay đổi theo. Ngoài ra về độ phân giải màn hình thì iPhone 8 Plus vẫn nhỉnh hơn so với iPhone XR nên chắc chắn trải nghiệm giải trí trên 8 Plus vẫn xuất sắc hơn khá nhiều mặc dù là một sản phẩm ra trước. Còn một vấn đề nữa đó chính là thế hệ iPhone cũ vẫn giữ nguyên được thương hiệu của mình, đó chính là phần 3D Touch. Thực sự mà nói thì 3D Touch là công nghệ cực kỳ hữu ích và tiện dụng, chỉ cần ấn mạnh vào các biểu tượng ứng dụng và các yếu tố giao diện nhất định, màn hình sẽ có những cái hiển thị tùy chọn bổ sung hữu ích. Trong khi đó, iPhone XR chỉ mô phỏng bằng cách giữ ấn màn hình nhận được một số phản hồi táp tích mà thôi. Vậy thì với hai đại diện là XR và 8 Plus thì mức giá của chúng ra sao? Hãy tham khảo một chút thông qua trang web của didongthongminh.vn. Hiện tại thì iPhone 8 Plus 64GB phiên bản máy mới trần trôi bảo hành chỉ còn mức giá là 14.990.000 đồng và chiếc iPhone XR cùng bộ nhớ thì sẽ có mức giá là 23 triệu đồng. Với mức giá chênh lệch lên đến 8 triệu đồng thì nếu như các bạn đang sở hữu iPhone 8 Plus thì liệu chiếc iPhone XR có phải là sự thay thế xứng đáng hay không? Theo mình thì nếu như chúng ta đang sở hữu iPhone 8 Plus hiện tại thì chưa nên update lên thế hệ mới là XR, XS hay là XS Max vì với chênh lệch về hiệu năng thì thực sự A11 Bionic vẫn không ngán một tựa game nào hay các thao tác sử dụng. Tiếp đến là phần thiết kế, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng 8 Plus thay cho iPhone XR bởi vì với tỷ lệ màn hình mới hay là đặc biệt là phần tai thỏ thì một vài ứng dụng vẫn chưa hỗ trợ cho những sự thay đổi này nên hoàn toàn các bạn có thể đợi thêm một thời gian nữa. Đến năm 2019 thì có lẽ những cái ứng dụng đã hoàn toàn được tối ưu thì việc chuyển sang thế hệ mới cũng chưa muộn. Tiếp đến là ưu điểm của thế hệ iPhone cũ trong việc chơi game. Bỏ qua phần hiệu năng mình đã phân tích ở bên trên thì với thiết kế có cạnh viền ở trên dưới, coi như là phần tay cầm để giúp các gamer có thể chiến game trong thời gian dài mà không bị mỏi tay hay là ấn nhầm vào màn hình. Bởi vì trên thế hệ mới thì chúng ta sẽ có một thiết kế tràng viền, rất dễ bị lẹm tay vào cái phần cầm nắm. Còn lại thì chúng ta không thể phủ nhận, thế hệ iPhone mới là một bước tiến cũng như là cuộc cách mạng của Apple. Sự lột xác về thiết kế, cải tiến về hiệu năng cũng như là bảo mật Face ID khiến cho chúng ta thuận tiện trong các thao tác sử dụng hơn. Trên đây là quan điểm của mình về thế hệ iPhone cũ và iPhone mới, cụ thể là giữa hai sản phẩm iPhone 8 Plus và iPhone XR đang có mức giá chênh lệch đến 8 triệu đồng. Hiện tại thì Di động Thông minh cũng phân phối sản phẩm iPhone 8 Plus cũ 64GB với mức giá là 14.390.000 đồng và iPhone 8 Plus mới trần trôi bảo hành là 14.990.000 đồng, còn iPhone XR thì vẫn hỗ trợ đặt hàng cho các bạn bình thường. Vậy theo mọi người, với nguồn kinh phí cá nhân cũng như là nhu cầu sử dụng thì các bạn sẽ chọn chiếc máy nào? Đâu sẽ là sự lựa chọn hợp lý để tiết kiệm và thể hiện sự lựa chọn thông minh hơn? Hãy để lại comment ở phần bình luận cũng như đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của D-Review nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau ha. Bye bye!